tăng hỏi, Phật là gì? Hoặc, tại sao Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc? Mục đích lời đáp của ông thầy là để phá vỡ tâm mê hoặc của ông Tăng để ông Tăng có thể nhận ra câu hỏi của mình là trừu tượng. Học viên, tôi đang đọc các bức thư của bà Tụy, Bây Xuôi Gen Di, qua bản dịch tiếng Anh như thầy đã gợi ý trong lúc thuyết giảng buổi sáng. Ở một chỗ bà Tụy nói, ai là ông chủ vẫy tay? Ngoặc kép, lão sư, thực ra, không có câu trả lời thực sự cho ai. Cái gì? Tại sao? Tại sao đường ngọt? Đường là đường. Đường. Học viên. Hôm trước thầy bảo tôi. Bà là bà. Đúng, tôi là tôi. Tôi chấp nhận điều ấy. Thế đủ không? Tôi cần gì khác nữa? Tại sao tôi cứ phải đấu tranh với câu hỏi đó? Lão sư. Vì đối với bà, cái hiểu ấy là bề ngoài, không thực biết là bà muốn nói gì qua câu tôi là tôi. Bà, phải đương đầu với câu hỏi này bằng sức mạnh của trái bom, và phải diệt hết tất cả các ý niệm, suy nghĩ của bà. Cách duy nhất để giải quyết câu hỏi là phải đi đến nhận thức bùng nổ bên trong rằng mọi sự vật là. Rốt ráo trở thành. Không. Nothing. Chấm. Nếu cái hiểu chỉ là lý thuyết, bà sẽ còn hỏi mãi ai? Cái gì? Và tại sao? Học viên. Trong lúc hỏi. Tôi là ai? Tôi đã đi đến kết luận rằng tôi là thân xác này, nghĩa là mắt này, chân này, và vân vân. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng các cơ quan này không hiện hữu độc lập. Nếu tôi lấy mắt tôi ra đặt trước tôi, chẳng hạn, nó không thể làm nhiệm vụ của mắt nữa. Và chân cũng không thể làm chức năng của chân nếu nó bị tách rời khỏi thân, vì khi đi chân không những chỉ cần đến thân mà còn cần đến đất nữa. Cũng thế. Mắt tôi cũng cần đến đối tượng nhận thức để thực hiện hành động thấy. Hơn nữa, những gì mắt thấy và những gì chân dẫm lên là một phần của vũ trụ. Điều đó đúng không? Lão sư, bà là vũ trụ, đúng rồi. Nhưng những gì bà vừa cho tôi biết là trừu tượng, ấy chỉ là một sự tái lập về thực tại, không phải chính thực tại. Bà phải trực tiếp nắm lấy thực tại. Học viên. Nhưng tôi phải nắm lấy bằng cách nào? Lão sư, chỉ bằng cách hỏi, tôi là ai? Cho đến khi nào rụp một cái bà nhận ra chân tánh của mình với rõ ràng, chắc chắn. Hãy nhớ, bà chẳng phải thân cũng chẳng phải tâm. Và cũng chẳng phải thân cộng với tâm. Thế thì bà là cái gì? Nếu bà muốn nắm được bà chân thật và không chỉ là một mảnh nhỏ, bà phải luôn luôn tự hỏi, tôi là ai? Với lòng thành khẩn tuyệt đối. Học viên, lần vừa rồi thầy bảo tôi chẳng phải thân cũng chẳng phải tâm. Tôi không hiểu. Nếu tôi không phải những cái ấy, không phải tổng hợp những cái ấy, vậy tôi là cái gì? Lão sư, nếu bà hỏi một người thường anh ta là cái gì? Người ấy sẽ nói, tâm tôi, hay, thân tôi, hoặc, thân và tâm tôi, nhưng không cái nào đúng hết. Chúng ta còn nhiều hơn tâm, nhiều hơn thân, và cũng nhiều hơn cả hai. Chân tánh của chúng ta ở bên kia mọi phạm trù. Bất cứ cái gì bà có thể nghĩ ra hay tưởng tượng chỉ là một mảnh nhỏ của chính bà. Vì thế cái bà chân thật không thể tìm thấy qua diễn dịch lý luận hay phân tích lý trí hay tưởng tượng vô tận. Nếu tôi bị cắt mất bàn tay hay cái chân, cái tôi chân thực cũng không bị sút giảm chút nào. Nói một cách nghiêm túc. Thân và tâm này cũng là bà nhưng chỉ là một phần thôi. Yêu tính của chân tánh bà không khác với thể tính của cây gậy này, điều ấy đáng tin chắn đến nỗi bà sẽ kêu lên. Ôi, thực làm sao? Vì không những chỉ bằng trí óc mà còn bằng tất cả con người bà thâm nhập vào tri thức này. Học viên, bỗng kêu lên, hai chấm, nhưng tôi sợ, tôi không biết tại sao, nhưng tôi sợ. Lão sư, không có gì phải sợ. Chỉ cần thâm nhập hỏi sâu hơn cho đến khi nào tất cả những ý niệm, dự tưởng về bà là ai và là cái gì biến mất, và tức khắc bà sẽ nhận ra rằng toàn thể vũ trụ không khác với chính bà. Bà đang ở giai đoạn sinh tử. Đừng thối lui hãy bước tới. Học viên, hôm trước thầy bảo rằng tôi không phải thân cũng không phải tâm.
Tôi luôn luôn suy nghĩ về mình như là thân và tâm. Nghĩ khác khiến tôi sợ. Lão sư, đúng là đa số người ta nghĩ về mình như là thân và tâm, nhưng điều ấy không làm cho họ ít sai lầm hơn chút nào. Sự thật trong yếu tánh, tất cả chúng sanh đều siêu việt thân và tâm không phải hai mà chỉ là một. Sự thất bại của con người không nhận thức được chân lý nền tảng này là nguyên nhân của đau khổ. Như tôi đã nói trong bài nói sáng nay, con người cứ mãi tìm kiếm và nắm bắt. Tại sao vậy? Vì, một cách trực giác, con người mãi nắm bắt thế giới mà nó đã bất hòa vì mê hoặc. Do hậu quả của sự bất hòa này mà chúng ta thấy người mạnh lấn áp kẻ yếu chấp nhận sự nô lệ như là một thay thế cho cái chết. Song khi không mê hoặc con người tự nhiên hướng về nhau. Những người với bản chất mạnh muốn che chở và bảo vệ người yếu, trong khi người yếu muốn được người mạnh che chở cho. Như chúng ta có Phật, người hùng mạnh về mặt tinh thần ấp ủ chúng ta là những kẻ yếu, và chúng ta cúi đầu trước Phật trong sự chấp nhận đầy biết ơn lòng từ bi vô lượng của người. Giống như người mẹ vuốt ve đứa con thơ, ở đây không có ly cách mà chỉ có hài hòa và hợp nhất. Mọi sự vật trong bản chất đều tìm kiếm sự hợp nhất này. Nếu quan sát kỹ một đóa hoa sen, bà sẽ thấy rằng khi các giọt mưa hay các giọt sương tràn trên các cánh hoa rồi tan biến vào trong ấy. Nhưng chúng ta tự lừa dối mình trong sự chấp nhận thực tế một cái ta vị kỷ mà sự bất hòa và xung đột theo sau không thể tránh được. Đức Phật với giác ngộ đã nhận thức cái ta ấy không thuộc về bản tánh nội tại của con người. Với giác ngộ đầy đủ chúng ta sẽ nhận ra mình sở hữu vũ trụ. Thế thì tại sao phải nắm bắt cái mà nó vốn là của mình? Bà chỉ cần kiên trì hỏi. Tôi là ai? Nếu bà muốn kinh nghiệm chân lý của những gì tôi đang nói đây. Học viên, xin cảm ơn thầy đã giải thích đầy đủ. Học viên, mắt tôi lạ lắm. Dường như chúng không nhìn ra ngoài mà nhìn vào trong, và hỏi. Tôi là ai? Ngoặc kép, lão sư, tuyệt lắm. Mở ngoặc vuông, bỗng nhiên, bà là ai? Mở ngoặc vuông, không đáp. Bà là bà, tôi là tôi. Trong Bích Nham Lục có một công án, một ông tăng gọi là Huệ Siêu hỏi. Phật là gì? Ngoặc kép, sư đáp, ông là Huệ Siêu. Bà hiểu không? Mở ngoặc vuông, không đáp, chấm. Bà phải trực nhận ra điều đó. Bà đang tiến gần hơn. Hãy tận lực tập trung. Học viên, tôi có nhiều vấn đề nhưng tôi cảm thấy tôi không muốn hỏi. Lão sư, tốt lắm, trừ phi bà phiền hoặc lo vì chuyện gì đó, tốt hơn là không nên hỏi, vì hỏi thì vô cùng. Hỏi chỉ làm cho bà càng lúc càng xa mình, trong khi câu hỏi. Tôi là ai? Đưa bà đến tâm điểm sáng ngời của con người bà. Học viên. Hiện tại tôi không có gì lo cả. Lão sư, đừng tự xa rời, tôi là ai? Tất cả mọi câu hỏi sẽ tự trả lời một khi bà nhận ra tự tánh. Lão sư, bà có gì muốn hỏi? Học viên, dạ không, nhưng thầy có thể cho tôi biết qua người thông dịch, thầy đã nói gì lúc 4 giờ rưỡi sáng nay khi thầy nói với tất cả những người ngồi không? Lão sư, những gì tôi đã nói cơ bản là như thế này. Con người tưởng mình là tổ chức tiến hóa cao nhất trong vũ trụ, nhưng theo cái nhìn của Phật giáo, con người đang đứng giữa loài trùng đơn bào và Phật. Và vì con người thấy lầm mình không gì khác hơn thân xác mong manh này, chỉ là một đốm nhỏ trong vũ trụ, nó liên tục toan bành trướng mình qua những chiếm hữu và quyền lực. Nhưng khi nó nhận ra sự thật rằng mình bao gồm cả vũ trụ, nó sẽ ngừng nắm bắt vì không còn cảm thấy thiếu thốn bên trong nữa. Trong Kinh Liên Hoa, liên hệ với sự giác ngộ Đức Phật nói rằng Ngài đã nhận ra rằng mình sở hữu vũ trụ, tất cả sự vật trong vũ trụ đều là con của Ngài và Ngài không cần gì hơn một cái bát khất thực. Quả thực, Ngài là người giàu nhất thế gian. Chừng nào bà còn nghĩ mình là tấm thân nhỏ bé này thì chừng ấy bà còn cảm thấy bất an và không hài lòng. Nhưng khi giác ngộ rồi bà sẽ thực sự kinh nghiệm vũ trụ như đồng nhất với bà và bà sẽ đạt được bình an mãi mãi. Học viên, trước khi bước vào tu tập thiền, tôi luôn luôn mua sắm, sở hữu,
Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn được an tâm. Lão sư, cuối cùng, đó là cái duy nhất đáng được. Sự an lạc chân thật chỉ có thể đạt được với giác ngộ, vì thế bà hãy làm việc hết sức mình. Hãy so sánh lời Phật nói thường được trích dẫn. Quả thực, tôi nói cùng các ông rằng trong chính thân này, dù nó sẽ tử vong và chỉ cao độ vài thước, nhưng có ý thức và tâm được ban cho, nó là thế giới, do đó có tròn và do đó có khuyết, do đó con đường ấy đưa đến khứ vong. Ngoặc kép mở ngoặc đơn. Anguttara Nikaya 2, Samyutta Nikaya I, do Lạt Ma Govinda dẫn trong Foundation of Tibetan Mysticism, TAG. Đóng ngoặc đơn, chấm. Học viên, thầy bảo rằng khi một người đã giác ngộ và nhận ra rằng mình là vũ trụ, người ấy thôi không còn nắm bắt sự vật nữa. Tôi đã sống với những người đã có kinh nghiệm ngộ, song thay vì ít nắm bắt và vị kỷ hơn, lắm lúc họ lại ích kỷ hơn. Nếu đó là tác dụng của ngộ thì tôi không muốn ngộ. Lão sư, với kinh nghiệm ngộ đầu tiên, sự nhận ra cái một thường nông cạn. Song một người có chân ngộ, dù cho còn lờ mờ, và tiếp tục thực hành sùng mộ trong 5-10 năm hay hơn nữa, nội kiến phát triển sâu rộng thì cá tính của người ấy sẽ đạt được sự uyển chuyển và thanh tịnh. Một người có những hành động vẫn còn bị cái ta chế ngự không thể nói là đã có sự giác ngộ có giá trị. Hơn nữa, một kinh nghiệm chân xác không những chỉ tiết lộ những cái bất toàn mà còn tạo ra quyết tâm loại bỏ chúng. Học viên, nhưng Đức Phật sau khi giác ngộ ngài không còn thực hành nữa, phải không? Lão sư, sự thực hành của ngài là giảng dạy không ngừng. Phật là có 102 đã giác ngộ từ lâu trước khi ngài sanh ra trong thế gian này. Ngài đến đây để dạy chúng ta những kẻ mê mờ làm cách nào để giác ngộ, làm cách nào để sống trí tuệ và chết bình an. Ngài đã trải qua nhiều khổ hạnh, không phải ngài cần những thứ ấy, nhưng là để chứng minh một cách sống động cho chúng ta thấy rằng ép sát không phải là con đường giải thoát chân chính. Ngài đã sinh, đã sống và đã chết như một tấm gương cho tất cả loài người. Hãy so sánh. Trong Kinh Liên Hoa để trả lời câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc, Phật nói. Thế gian nghĩ rằng Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi từ giã nhà của dòng tộc Thích Ca đã đạt được giác ngộ viên mãn vô thượng. Nhưng thực ra ta đã giác ngộ viên mãn từ vô. Học viên. Nhưng chúng ta, những con người tầm thường không cần tự khép mình vào kỷ luật ư? Lão sư, dĩ nhiên chúng ta phải làm như thế. Tự khép mình vào kỷ luật bao gồm trong sự giữ giới, và đây là nền tảng của tọa thiền. Hơn nữa, sự đắm mình nghĩa là ăn quá độ, ngủ quá độ và những cái tương tự như thế cũng tệ hại như sự tự dày vò mình. Cả hai đều phát xuất từ cái ta và do đó làm tâm sao động, vì thế chúng cũng là chướng ngại đối với giác ngộ. Học viên. Mặc dù tôi chưa có kinh nghiệm chân tánh, tôi biết những cái bất toàn của mình và quyết tâm loại bỏ chúng. Việc này thế nào? Lão sư, hãy để tôi trở lại với những gì bà nói hôm trước về việc sống với những người đã nhận ra tự tánh mình xong vẫn tỏ ra vị kỷ và lừa dối. Những người như thế thường không thực hành sùng mộ sau khi kiến tánh, mặc dù họ có vẻ như thế. Họ đặt mình vào một số giờ tọa thiền nào đó nhưng chỉ là việc làm hình thức. Nếu tính theo phần trăm, thì sự thấm nhập của họ chỉ khoảng 20-30%, kết quả sự sáng láng của họ trở nên lu mờ dần, và theo thời gian kinh nghiệm của họ chỉ còn là kỷ niệm. Mặt khác, những người lao mình vào thực hành thiền 100% sẽ trở nên rất nhạy cảm đối với các sở đoản của họ và họ phát triển sức mạnh và quyết tâm ca khúc khải hoàn bất chấp sự kiện chưa ngộ. Số kiếp rồi, Như Lai đã giác ngộ viên mãn qua vô hạn kiếp và mãi mãi như vậy. Ngài không bao giờ tịch diệt, Ngài thể hiện tịch diệt là để độ chúng sanh. Ngoặc kép mở ngoặc đơn. Do Kentes và Ishizuka dẫn trong, Honen de Buddhist Sen. Pháp Nhiên Thượng Nhân, Trần In Tokyo, TAG. Đóng ngoặc đơn. Học viên, sáng nay tôi hơi bực mình. Nghe tiếng kích trượng tôi cảm thấy không dễ chịu. Lão sư, bà tọa thiền suốt đêm. Học viên, tôi đã ngồi đến giờ sáng, song không mệt.
Lão sư, nhiều người nghĩ rằng họ mệt vì tọa thiền là không thể có. Nhưng đó là một ý nghĩ sai lầm. Khi bà mệt như thế là vì, kẻ thù, của bà tức tâm vô minh và khi bà khỏe cũng vì nó. Thực ra đó không phải hai. Học viên, qua người thông dịch thầy có vui lòng nói cho tôi biết thầy đã nói gì trong bài giảng sáng nay không? Lão sư, những gì tôi đã nói cốt yếu là như vậy. Bây giờ chỉ còn 5-6 tiếng đồng hồ nữa là hết kỳ nhiếp tâm này. Quý vị không cần lo không đủ thì giờ để đạt ngộ, trái lại, còn thừa nữa là khác. Kiến tánh chỉ cần một phút thôi, nói đúng hơn, chỉ một tích tắc thôi. Giống như một trận chiến, tối hôm qua, quý vị đã đánh sáp lá cả với kẻ thù, quý vị có thể chiến đấu bằng bất cứ giá nào. Bây giờ, đây là cuộc tấn công cuối cùng, là chiến dịch tận diệt. Xong, quý vị không nên nghĩ rằng gắng sức sấn tới vì ngộ là không cần thiết. Tất cả những gì quý vị cần là tâm trống rỗng, vọng niệm về ta và người. Nhiều người đã đạt ngộ chỉ bằng cách lắng nghe tiếng chuông ngân nga hoặc một thứ âm thanh nào đó. Thường khi nghe chuông, quý vị nghĩ, một cách có ý thức hay không, tôi đang nghe chuông. Ba sự vật liên hệ, tôi, chuông, và nghe. Nhưng khi tâm quý vị chín muồi, nghĩa là không còn ý niệm phân biệt, như một tờ giấy trắng tinh không tì vết, chỉ có tiếng chuông rung. Đây là kiến tánh. Học viên, khi lắng nghe âm thanh tôi tự hỏi, ai đang lắng nghe, thế có sai không? Lão sư, tôi hiểu vấn đề của bà. Khi hỏi, ai đang lắng nghe, ban đầu bà có ý thức về câu hỏi cũng như về âm thanh. Khi câu hỏi thâm nhập sâu hơn, bà không còn biết về nó nữa. Như thế khi chuông rung thì chỉ là cái chuông lắng nghe tiếng chuông. Hay nói cách khác, âm thanh của bà đang rung. Đây là phút giây giác ngộ. Hãy xem các đóa hoa trong cái bình trên bàn này. Bà nhìn chúng và kêu lên. Ồ, những cái hoa này đẹp làm sao? Đây là một cách thấy. Nhưng khi bà thấy chúng không ly cách bà mà là chính bà, là bà giác ngộ. Học viên, cái ấy tôi thấy khó hiểu quá. Lão sư, theo cách thuần lý trí, nó không khó hiểu đâu. Khi nghe cách giải thích trước, người ta có thể thành thật nói. Vâng, tôi hiểu. Nhưng cái hiểu như thế chỉ là nhận thức lý trí và hoàn toàn khác hẳn với kinh nghiệm ngộ mà bà trực nghiệm hoa ấy chính là bà. Tốt hơn tôi không nên nói nữa, hoặc những giải thích này sẽ trở thành chướng ngại cho bà. Hãy về chỗ và tập trung kịch liệt vào công án. Lão sư, bà muốn nói gì không? Học viên, dạ có. Lần trước thầy dùng chữ kẻ thù và trận chiến. Tôi không hiểu kẻ thù là ai và trận chiến là gì. Lão sư, kẻ thù là sự suy nghĩ phân biệt của bà. Nó đưa bà đến sự phân biệt chính bà ở một bên của biên giới tưởng tượng với những gì không phải. Là bà ở bên kia giới tuyến không có thực này. Hay nói một cách có ý nghĩa hơn, kẻ thù của bà là cái ta cá nhân của bà. Khi bà ngừng suy nghĩ về mình như là một cá thể tách rời và nhận ra cái một của tất cả cuộc tồn sinh là bà đã cho cái ta của bà một cú đấm chí tử. Sắp hết nhiếp tâm rồi, đừng buông lơi.